Hôm nay là một ngày mưa gió, anh em mình là tiếp tục chế lồng đây anh em nhé. Đây đây, quả lồng này là bẫy chim xanh tím tiểu mi. Cái này là cho vào cái con chim khuyên cũng được, nói chung là rất là to luôn, to rộng đó. Mất cả một buổi sáng cuối cùng đã hoàn thiện được như này. Lồng thì chế nhiều, còn chim ở trên rừng thì một ngày một ít ly. Không biết là tới cái lúc gọi là năm 2022 hoặc năm 30 đi thì có còn chim để ở bẫy không nữa anh em ạ. Đây, hôm nay xuống nhà anh Sơn. Chim xanh tím ở đây. So với chim tiểu mi, cái con này sức đề kháng gọi là chống chịu rét của nó ok hơn nhỉ. Còn như kiểu cái con tiểu mi của em thì đứt rồi, hôm qua mua cả cái máy sưởi vào ấy, nhục thật. Lạnh phát chết ngay con đấy. Bây giờ chúng ta xuống xem con gà rừng giặc mà hôm bữa anh em mình bẫy được đi. Gà rừng giặc ở dưới này em nhé. Đây em nó đây. Do nó khá là nhát nên là mình bỏ một ít sâu quy xong rồi gắn cái máy quay ở đây để mà tiện quan sát anh em ơi. Đó, nói chung là ăn sâu quy tất rồi. Còn thóc thì mình nghĩ là chắc là nó cũng biết ăn rồi. Mấy hôm mình không xuống xem nên là mình cũng không để ý. Nhưng mà thấy anh Sơn bảo là thấy nó ăn thóc rồi thì chắc là cũng ok rồi. Tầm này sống tốt rồi anh em ạ. Gà rừng giặc. Mấy hôm trời trên mình nó lạnh, xong nếu mà trời nắng ra là đi kiếm hàng là chắc là cũng có rồi đấy anh em ơi. Trời lạnh mà nắng ra là hay có hàng mà. Cựa. Gà tơ tầm này là nuôi là vừa, vừa đẹp luôn. Con nào mà già quá thì nó lại nhát, khó thuần. Ra cái con bên này thì biết ở phết rồi này anh em ạ. Con này là con mà anh Sơn mua. Anh Sơn mua về. Úi trời ơi. Cửa thì dài bằng gần 2 đốt tay. Rừng giặc nguyên bản. Con mái cũng đẹp phết này. Còn cái con này thì chắc là gà bản chui vào rồi. Gà bản chui vào. Mà chính ra gà rừng giặc thì là mình thả gà bản vào là cũng hợp lý. Bởi vì gà bản thì nó hao ăn hơn. Khi mà nó thấy cái con gà bản ăn ý, thì con gà rừng giặc nó sẽ ăn theo. Cũng hợp lý anh em ơi. Ôi mấy trứng rồi nhỉ. Ô. Một lôi, hai lôi, ba lôi, bảy quả rồi. Là cái con mái này, trứng ngôi con mái này. Rừng giặc. Nhát như giặc luôn. Cánh nó còn có kiểu trắng trắng nữa chứ nị. Đỉnh thật sự. Gà miền Bắc mình là kể cả là gà rừng giặc hoặc là gà lai cũng thế, là nó sẽ không có cái tai trắng. Nhưng mà có thì nó cũng chỉ hơi phấn phấn trắng lên một tí thôi, chứ nó không giống cái kiểu ở dưới miền Nam. Miền Nam hay là miền gì, nói chung là ở Bắc Giang cũng có. Những cái khu miền Bắc, không phải là ở miền Nam đâu. Nhưng mà chỉ riêng ở khu vực mình là ở trên Sơn La, là không hiểu sao con gà rừng nó lại không có cái tai trắng anh em ạ, không có cái tách trắng kiểu đấy. Sau mấy ngày tìm kiếm thì cuối cùng hôm nay là mình cũng đã mua được thêm hai con khiếu mái, một con là con khiếu mái mun, một con là con khiếu mái bạc má anh em nhé, về làm phu nhân cho hai thanh niên này anh em ơi. Đây này, hai thanh niên, một con là tóc trắng, một con là tóc len. Đây thì mình bỏ ra đây cho anh em xem. Nhát 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 nhát. Ô.
sáng nó ra cái lồng riêng trước đây anh ơi. Thả hai con vào chung cùng một lồng nó quậy thôi rồi. Ok. Ôi con môn này là quá già rồi anh em ạ. Mình còn không để ý, bây giờ mới xem đây này. Mắt của nó đỏ chót luôn. Xem nào, xem chị bạc mái này. Chị bạc mái là cũng già lắm rồi này. Mắt cũng đỏ chót. Tóc que. Đấy. Bình chưa. Con trống này là thúc má ác đây này. Cái còi lên luôn, xong rồi mình ra xa xa một chút để mà cho nó múa. Thế con khiếu mua này là ăn nhau phết này anh ạ. Đây nó múa vào với nhau này. Chọc queo. Ấy. Ôi như anh trống kia hình như là muốn úi cho cái con mái kia một chưởng luôn hay sao ấy anh ạ. Ấy. Cái này mà thả vào AV là mình nghĩ là 100%. Cũng không biết là 100% hay không, nhưng mà mình nghĩ là tỷ lệ mà nó làm tổ cũng như sinh sản thì khá là cao đấy anh em ơi. Bởi vì chim nó khá là nuôi lâu rồi. Này cả hai con đều có hai lộ múa với nhau hết rồi mà. Tọc queo. Con trống này cũng là chim già. Con mái cũng là chim già. Ok. Còn ra bên bạc má thì hơi khó khăn hay sao ấy chứ ạ. Con mái nó không kiểu như là vẫn hơi sợ ấy như vậy. Hơi sợ ấy này. Con mái nó hơi sợ. Con mái thì nếu mà bây giờ thả cái con trống kia vào luôn là chắc chắn là sẽ chưa sinh sản đâu, bởi vì nó khá là nhát. Nhưng mà ghép thì mình sẽ ghép với con khiếu mu này trước thôi. Hai con này ok rồi. Còn cái con này mình sẽ cho cái lồng tròn này xong rồi nuôi cho nó thuần vào trước. Khi mà nó thuần vào một tí rồi thì bắt đầu mới ghép với con trống này vào. Cho nó dạng dạng vào. Nó giống như kiểu cái con trống mà con trống này này, mới lâu nó vừa ấy lên chỗ mình là nó rất là nhát luôn, nó không như thế này đâu. Còn anh em xem bây giờ này. Đấy. Chiến chưa? Thật sự chim này mỗi ngày một khác. Lúc mà vừa mới lên trên mình là nó không như thế này đâu, nhát lắm. Xong à về cứ cho nó ăn sâu. Ra phát ăn sâu với dễ là bây giờ như thế này đây. Chiến thì thôi rồi. Ow, đau. Bây giờ mình sẽ treo nó ra góc nào để cho nó yên tĩnh, xong rồi để cho nó nhìn thấy nhau anh em nhé. Treo cạnh nhau. Đây, treo đây đi. Đây là con Moon.
Hai con này là treo cái này để cho nó nhìn nhau. Khi mà nó thấy nhau quen rồi thì vài hôm nữa mình thả vào trong AV là nó sẽ không mổ nhau. Chắc là vẫn phải ghép là làm cái lồng ngăn ra cho nó đấy anh em ạ. Đó. Nghèo. Nghèo. Được. À đây, tiện đây mình cũng là chia sẻ một chút về cái cách phân biệt con khiếu trống và con khiếu mái anh nhé. Thường thường là con khiếu mùn với con khiếu mạc mái, là trống mái là nó sẽ giống nhau y sực kịt, không có một tí gọi là khác nhau gì cả anh em ạ. Về hình dáng này, nhưng mà nó sẽ có một cái đặc điểm, đó là con trống ở đầu nó sẽ to hơn. Đầu to này, với hai con này thì đầu cái con này to hơn này, với lại bụng nó cũng to, dài. Còn con mái đầu sẽ nhỏ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là anh em để ý cái mép râu của nó ấy. Cái mép râu mà cái phần mỏ này, xong rồi nó có vết râu bên trên trên này. Là cái đấy là cái con nào mà càng to, ví dụ như kiểu con mái là nó sẽ bé. Đấy anh em để ý cái con mái này, cái mép râu kia nó bé thôi rồi luôn anh em ạ. Bé xong rồi nó không dài ra. Còn cái con trống thì đây, ông này đấu kiểu đống mày râu luôn anh em ạ. Đó. Chỉ hai đặc điểm ấy thôi. Còn về lui về chân thì hầu như là nó giống nhau hết anh em ạ. Mà thường thường là con trống là nó sẽ như kiểu đấy, to, râu to, đấy, đầu to, râu to. À, cả cái mỏ của nó nữa. Cái mỏ của nó là miệng con mái là nó sẽ xẹp như thế này, còn con trống là nó sẽ rộng hơn. Anh em cứ để ý nhé, cái mỏ của nó sẽ rộng hơn con trống này. Đó là cách phân biệt là khiếu trống và khiếu mái. Cả cái con bạc má cũng thế. Cả bạc má cũng thế. Nắng lên rồi anh em ạ, buổi trưa đây này. Bây giờ là thanh niên này là hơi nhát đây này. Chắc là phải ui sao chân nó lại chảy máu cái kia nhỉ? Không phải à nhỉ? Ôi. Mất móng rồi anh em ơi. Toang rồi. Chảy móng biên anh em ạ. Móng biên của nó chảy máu rồi. Ở đâu móng dứa mà. Chết 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 kiểu này thì. Tạm thời là cứ cho nó nghỉ ngơi trước đi. Mang ra treo cho nó tắm nắng kỹ nhá. Trời vừa hưởng nắng ra rồi này. Con khiếu mái, bạc má mái thì chắc là phải nuôi một thời gian nữa. Con này chắc là cũng là chim bổi. Cũng có thể là họ chưa nuôi lâu. Treo lên đi. Cho nhìn thấy con trống. Hai con là mình mua là cả hai là 1 triệu ấy nhá. Tròn 1 triệu có nghĩa là tính san ra là mỗi con 500 ấy. Cái con này là chính ra cái con này là con đắt đây này. Con khiếu mặc má là nó sẽ đắt hơn đấy, con khiếu mun. Con này là 600, cái con kia là 400 thôi. Cái con khiếu và mái. Còn đâu như kiểu cái con khiếu trống thì hôm nọ mình có đi hỏi ở chỗ tiệm người ta, họ bán là mỗi con là con hơn triệu. Hơn triệu chắc cũng phải tầm 1,4-1,5 gì đấy nói chung này. Còn mái thì 4-500 đó. Nó tùy vào cái lộ thuần hoặc là chim như nào. Bây giờ về cái con này mất móng mất rồi anh em ạ. Nói chung thì móng miếc thì cũng không quan trọng gì, chim về để mà chơi thôi. Nhưng mà bây giờ nó đang mất móng kia không hiểu, không biết là nó có ấy không, bởi vì máu nó chảy nhiều quá anh ơi. Hosuke. Như vậy là đã kiếm được hai em khiếu mái. Hai em khiếu mái. Tuyệt vời luôn. AV thì cả hai con này là mình sẽ làm cạnh nhau. Hai con khiếu và hai lôi khiếu và một con lôi họa mi. Là sẽ di chuyển ra làm ở chỗ này anh em ạ. Đó. Làm ở chỗ này. Bây giờ làm thì không kịp rồi. Bố mình cũng mang họa mi ra treo để cho nó hot này anh em ạ, nắng ra. Trời nắng lên mình vừa tranh thủ mang những cái con chim của mình ra cho nó tắm nắng anh nhé. Bốn mật, trà màu, chè than, chè lửa.
mang ra cho nó tắm nắng, tắm nước. Đây đây, con gà rừng tơ của mình này. Con này là đang tập gáy anh em ơi. Trước là mình có xích chân ấy con này rồi, nhưng mà do là bận quá nên là không có thời gian chơi với nó, thành ra là mình lại bỏ bê. Bây giờ mình sẽ chuyển cái con này vào trong cái lồng này nhé. Đó, cái lồng này là lồng của cái con ở trong cái AV to to bên kia kìa. Bỏ ra đây để cho nó dạng người. Toàn bỏ để, toàn là để ở sau nhà, ít khi ra chơi với nó. Đang tập gáy. Hồi sáng là cũng dình để cho nó gáy, quay cho anh em nghe thử. Nhưng mà nó không gáy anh em ạ. Lúc mà mình ra ngó thì nó không gáy, còn đâu để cho nó tự nhiên, mình không để ý nó thì nó lại gáy lên. Con chuối than mình hót trước anh ơi, ở bên con chuối than mối. Đây, đây con chim. Con này cũng là một con chuối than này. Con này là cái con mà mình cùng với anh Sơn bẫy được. Đang cho nó tắm. Chà mào này. Chà mào. Mấy hôm trời lạnh, có mấy con chà mào mình vừa mới tuyển về nhưng mà lạnh quá, chim nó không lên bộ được nên là cũng không review lên được cho anh em xem. Cho nước vào ao. Úi trời ơi, hôm nay là bắt đầu tiến hành cho nước vào ao anh em nhé. Cái này chắc là nó khô rồi, do là phải xử lý cái nguồn nước này, có nghĩa cái bể, cái ao này của mình phải xử lý khá là lâu nên là mình sẽ cho nước vào từ bây giờ, xong rồi ra riêng. Ra riêng là mới bắt đầu thả cá vào anh em ơi. Bây giờ cho nước vào xong rồi phải mút nước ra, mút vào mút ra, bỏ chuối bỏ chiếc vào để làm sao mà nó không ảnh hưởng đến con cá. Chứ bây giờ thả cả một cân cá, một yến tá cá vào thì mà chết hết thì hỏng hết việc anh em ơi. Đây cái bậc lên này, bậc lên bậc xuống này. Đó. Ui dồi ôi, cứng rồi, cái này cứng lắm rồi anh em ạ. Này nước này, cái nước này là nó tự kiểu như hình như nó có một cái mó lên hay sao ấy. Mùa ấy cũng không phải mùa mưa nhưng mà không hiểu sao lại có nước lên anh em ạ. Trước là cái ao của mình là nó chỉ ủi xuống tầm, có nghĩa là xúc xuống tầm này thôi. Xong bây giờ lại xuống thêm mà gần 1 mét nữa. Đâm ra là hình như là nó gần chạm tới cái mạch nước ngầm ở dưới này hay sao ấy. Không phải mạch nước ngầm mà hình như là nó từ trên ao ở trên kia nó lại chảy về hay sao ấy anh em ạ. Chứ không phải là mạch nước ngầm đâu. Đó, cứng hết rồi, cho nên một cái bậc nữa. Ây da, quan trọng nhất là mấy cái bậc này mình ra quăng chài. Còn về cái bờ là mình tính là mình sẽ trồng rau, nhưng mà không trồng rau thì mình làm một cái xào chỗ này để mà mình treo chim. Nhưng mà thật ra treo chim cạnh nhà ao thì nó cũng khá là nguy hiểm, bởi vì những cái lúc mà trời gió một cái là lồng chim của mình rơi vào trong ao là cũng khá là nguy hiểm anh em ơi. Nhà thì có trẻ con nên là chắc là mình sẽ rào lại hết, nó cạnh nhà mà. Ok, lội nước lên thôi anh em nhé. Bây giờ thì mình lại có một chút việc nên là phải ra ngoài. Thì chắc là video của mình cũng phép dừng lại đây anh nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.